Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Bộ phận Thường trực Đặc biệt Chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân số 453 tử vong, cụ thể như sau. Bệnh nhân 453, bệnh nhân nữ, 56 tuổi, có địa chỉ ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử mắc COVID-19, tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận chu kỳ, tai biến mạch máu não. Bệnh nhân được xét nghiệm âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 19 tháng 8, 21 tháng 8 và 23 tháng 8. Tối 25 tháng 8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm Y tế Hòa Vang do các biến chứng của bệnh nền nặng. Chẩn đoán khi tử vong, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không phục hồi, viêm phổi, suy thận mạn tính giai đoạn cuối, suy tim, tai biến mạch máu não. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã thông tin về trường hợp bệnh nhân 758 tử vong vào tối 25 tháng 8. Đây là trường hợp bệnh nhân nữ 36 tuổi và có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối, suy tim, tăng huyết áp, thẩm phân phúc mạc. Hiện nay, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, có nhiều bệnh nhân đang diễn biến nặng và nguy kịch. Trong đó, một số bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Hòa Vang ở Đà Nẵng có nguy cơ tử vong cao do mắc các bệnh lý nền nặng.